Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Có một vị tăng nhân hốt hoảng từ trong rừng chạy đến, vừa khéo lại gặp được hai người bạn vô cùng thân thiết đang tản bộ bên rừng. Họ hỏi vị tăng nhân: "Chuyện gì mà ông hốt hoảng quá vậy?" Vị tăng nhân nói: "Thật là kinh khủng, tôi đào được một đống vàng ở trong rừng." Hai người bạn lòng không nhịn được nói: "Thật đúng là tên đại ngốc, đào được vàng, việc tốt như thế mà ông lại cho là kinh khủng, thật là không thể hiểu nổi." Thế là họ lại hỏi vị tăng nhân kia: "Ông đào được vàng ở đâu? Chỉ cho chúng tôi xem với." Vị tăng nhân nói: "Thứ xấu xa như thế, các ông không sợ sao? Nó sẽ nuốt chửng người ta đấy." Hai người gạt phăng đi, hùng hổ nói: "Chúng tôi đây không sợ, ông mau mau chỉ chỗ xem nào." Vị tăng nhân nói: "Chính là bên dưới cái cây ở bìa rừng phía tây." Hai người bạn liền lập tức tìm đến chỗ vị tăng nhân vừa chỉ, quả nhiên phát hiện được số vàng đó. Người này liền nói với người kia rằng: "Tên hòa thượng đó đúng là ngốc thật, thứ vàng bạc mà mọi người đều khao khát đang ở ngay trong mắt ông ta, thế mà lại trở thành quái vật ăn thịt người." Người kia cũng gật đầu đồng tình. Thế là họ bàn với nhau làm thế nào để chuyển số vàng này về nhà. Một người trong đó nói: "Ban ngày mà đem nó về thật không an toàn cho lắm, hay là đem đến thì mình mới vận chuyển, như vậy sẽ chắc ăn hơn. Tôi ở lại đây canh chừng, ông hãy về mang chút cơm rau trở lại, chúng ta ăn cơm rồi đợi đến trời tối mới chuyển số vàng này về nhà." Người kia liền làm theo lời người bạn nói. Người ở lại nghĩ: "Nếu như số vàng này đều thuộc về sở hữu của riêng ta thì hay biết mấy. Đợi hắn quay lại, ta hãy dùng cây gậy gỗ đánh chết đi, vậy thì toàn bộ số vàng này là của ta hết rồi." Thế là khi người bạn đem cơm rau đến khu rừng, người kia liền từ phía sau lưng dùng gậy gỗ đánh mạnh vào đầu, khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Sau đó còn nói rằng: "Bằng hữu ơi, chính là số vàng này buộc tôi phải làm như vậy." Sau đó ông ta vớ lấy thức ăn mà người bạn mang đến ăn ngấu nghiến. Chưa được bao lâu, người này cảm thấy rất khó chịu, trong bụng giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Khi đó ông ta mới biết rằng mình đã bị trúng độc. Trước lúc chết, ông mới nói rằng lời hòa thượng nói đó quả thật không sai. Đây thật là ứng với lời của người xưa để lại: người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Đều là họa do lòng tham đưa đến. Chính dục vọng đã khiến người bạn thân nhất trở thành kẻ thù không đội trời chung. Lòng tham của con người giống như cái túi không có đáy. Cái túi không có đáy thì dù có đựng bao nhiêu vàng bạc của quý cũng không thể nào đầy được. Cũng vậy, lòng tham của con người thì vô độ, nên không có điểm dừng, không có giới hạn mà lại vô hạn. Con người không thấy được sự nguy hiểm của lòng tham dục, cho nên càng tham muốn càng khổ nhiều. Lòng tham này được thể hiện dưới mọi hình thức khác nhau. Có người vì lòng tham mà không còn lương tâm lương tri, ăn của hối lộ, ăn xén ăn bớt của cải mồ hôi công sức của người khác. Có người vì lòng tham mà phải cờ bạc, cá độ để được mong giàu sang, có được tài sản. Rốt cuộc giàu sang không thấy mà lại cho một kết quả bi thảm, đó là tán gia bại sản, của cải không còn, nhà cửa bị tịch thu. Tất cả những sự tham muốn nêu trên đều mang một kết cục là khổ đau. Dù cho lòng tham muốn để được tài sản giàu có, được tạo nên bởi mọi hình thức nào cũng đều mang lại sự thiệt hại, nguy hiểm cho chính mình, cho người thân và cho cả xã hội. Câu chuyện chim chết vì miếng ăn.
có một câu chuyện của chim đại bàng đã vì miếng mồi nguy hiểm mà vong thân. Loài chim này rất lớn, nó bay trên cao và dùng đôi mắt cực tinh tìm mồi tận dưới đáy biển. Đại bàng có cách bắt mồi rất dữ dằn, khi thấy miếng ăn thích hợp, nó từ trên cao lao xuống, phập lấy con mồi thật nhanh rồi mang vào bờ rỉa sạch. Lần đó, cũng như mọi khi, từ trên cao, đại bàng nhìn thấy con mồi vừa tầm. Nó lao xuống, phập rất sâu, rất mạnh. Phập vô rồi cất cánh bay lên, bay không được tại vì phập nhầm cá mập. Bây giờ muốn nhả ra, nhả cũng không được vì móng vuốt đã lún sâu vào thịt cá. Sức nặng của cá mập cứ trì xuống. Nó không màng đến chuyện ăn uống gì lúc này, chỉ muốn bay lên thoát nạn mà thôi, nhưng không được nữa rồi. Trong hoàn cảnh như thế, con đại bàng không còn cách nào khác hơn là cùng với cá mập từ từ chìm xuống lòng đại dương. Câu chuyện tuy ngắn mà đi hết vô lượng đời. Đại bàng đâu ngờ nó bấu miếng mồi, nhưng cuối cùng miếng mồi bấu lại nó. Nó nghĩ miếng mồi đó ngon lắm, vừa mắt vừa lòng, nên nó quên cả tính mạng, lao vào phập thật sâu thật nhanh, không cần biết miếng mồi ấy là gì. Khi quắp không được miếng mồi, nó muốn nhả ra nhưng muộn mất rồi. Đau khổ ở chỗ là không ăn thì nhả ra, nhưng nhả ra cũng không được. Con người cũng thế, khi lòng tham nổi lên, không nghĩ đến hậu quả, bằng mọi cách cứ bám theo miếng mồi. Không biết được sự nguy hiểm của nó, không biết hoàn cảnh của mình. Và cuối cùng, chính miếng mồi đó giết mình. Nếu nói chính xác hơn thì không phải miếng mồi giết mình mà lòng tham của mình giết mình. Cũng có một câu chuyện như thế này. Có một loại bẫy khỉ mà người châu Á thường sử dụng từ lâu lắm. Chiếc bẫy được làm như thế này. Người ta lấy một trái dừa, dùng dây cột cố định trái dừa vào một thân cây gần đó hay đóng cọc cố định trái dừa xuống đất ngay vị trí nó được đặt. Thế rồi, người ta khoét một lỗ nhỏ, rồi đặt một ít thức ăn ngọt và có mùi thơm vào trong ruột trái dừa. Cái lỗ khoét ấy đủ để thò một bàn tay khỉ vào trong, nếu duỗi thẳng, nhưng không đủ lớn để lọt bàn tay khi nắm lại. Khỉ nghe mùi thơm từ trái dừa, nó mon men đến gần, rồi khỉ thò tay vào lấy thức ăn. Thế nhưng khi nắm được đồ ăn trong tay, khỉ mắc kẹt tay trong trái dừa và không thể nào lấy ra được. Khi người thợ săn đến, khỉ trở nên hoảng loạn, vùng vẫy càng nhiều hơn và càng không thể nào rút tay có nắm thức ăn ra. Thế là khỉ bị bắt. Không gì có thể giữ khỉ lại ngoại trừ cái nắm đồ ăn trong tay kia. Một điều duy nhất khỉ cần làm để có thể thoát thân là mở tay ra, không nắm giữ đồ ăn trong trái dừa ấy nữa. Thế nhưng không mấy khi con khỉ biết bung tay ra để thoát chết. Một con khỉ mắc tay vào trái dừa chỉ vì miếng ăn, cố hết sức bình sinh để rút tay ra, càng cố hết sức vẫy vùng để được tự do mà không muốn bỏ miếng thức ăn trên tay trong khi người thợ săn đang đi đến gần. Con khỉ bị nạn chỉ vì nó mong đạt được điều nó muốn mà miếng thức ăn bên trong, chứ bản thân trái dừa không được thiết kế là cái bẫy mà hễ ai động đến là mắc nạn cả. Đạo Phật không dừng lại ở nơi tối tăm mà luôn dùng ánh sáng trí tuệ để chuyển hóa si mê, u tối thành trong sáng hiện thực. Trên đời này không gì quý bằng an vui và hạnh phúc. Vàng bạc, gấm vóc, lụa là, thức ăn sơn hào, hải vị, vũ khí tối tân chỉ làm con người tăng trưởng thêm lòng tham, ích kỷ, sân si, nóng giận và giết hại lẫn nhau. Càng nhiều mưu cầu, tham đắm riêng tư thì càng thêm khổ đau chồng chất. Chỉ cần muốn ít, biết đủ, theo khả năng hiện tại thì nghèo khó vẫn an vui, hạnh phúc. Đức Phật dạy rất thực tế, các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Đây là câu nói đúc kết sự chứng nghiệm của Đức Phật về sự thật khổ đau của cuộc đời, thường được Ngài sử dụng để khuyên nhắc đệ tử xuất gia cũng như chúng đệ tử tại gia chế ngự các ham muốn giác quan, sống nếp sống thiếu dục tri túc,
không còn bị tác động bởi các động cơ dục lạc, thuận tiện cho việc tu tập hướng đến giải thoát hoàn toàn trói buộc mọi khổ đau. Mọi người nên học đức hạnh ít muốn biết đủ, đừng có tham cầu nhiều. Cho dù có bị nghèo khổ túng thiếu thì mình cũng cảm thấy đủ, không than phiền oán trách, nên không cần cầu Phật trời ủng hộ cho được giàu sang. Còn người giàu có thì cũng nên học hạnh ít muốn biết đủ, đừng ăn chơi xa xỉ, tiêu xài một cách phung phí, tốn hao của cải. Sự bất hạnh đau khổ hay hạnh phúc an vui, giàu hay nghèo, sang hay hèn, túng thiếu, đói khát hay đầy đủ dư giả, đẹp hay xấu, vân vân, tất cả đều do hành nghiệp nhân quả mà mọi người đã tạo ra, không phải do một thần linh hay một đấng tối cao nào ban phước hay giáng họa cho ai cả, mà chính ta là chủ nhân của bao điều họa phước. Người đã chết ăn cái gì, mặc cái gì, dùng cái gì? Nếu cho rằng người chết cần phải ăn, thì một năm chúng ta chỉ cho người thân quá cố ăn 3 ngày Tết và ngày giỗ, thì 360 ngày còn lại họ ăn gì để sống? Nếu họ cần phải ăn mà con cháu hay thân nhân của người quá cố 360 ngày trong một năm không cho ăn, bỏ đói họ, thì họ có nổi giận không? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải hình dung tại sao con người khi sống cần phải ăn uống. Câu trả lời rất đơn giản là ăn uống để duy trì sự sống sinh học của cơ thể con người. Cây cối cần phải có nước và ánh sáng mặt trời để sống, thì con người và các loài động vật cũng cần có thức ăn và nước uống để duy trì thân mạng, hay còn gọi là duy trì cơ thể sinh học. Cho đến các máy móc, thiết bị điện cũng cần phải có điện để duy trì sự hoạt động vật lý. Vậy, khi con người đã chết, cơ thể sinh học không còn thì cần gì phải ăn? Nếu ăn thì ăn bằng gì? Đạo do Trung Quốc truyền bá đã hàng ngàn năm nay nói rằng người chết ăn bằng hương vị từ thức ăn bốc hơi. Điều này thật là nhảm nhí. Họ còn truyền bá rằng sống sao chết vậy, trần sao âm vậy, cũng là một điều hết sức nhảm nhí mà một người giác ngộ chân lý không bao giờ có thể nghe được. Nếu cho rằng người chết cần phải ăn, thì một năm chúng ta chỉ cho người thân quá cố ăn 3 ngày Tết và ngày giỗ, thì 360 ngày còn lại họ ăn gì để sống? Nếu họ cần phải ăn mà con cháu hay thân nhân của người quá cố 360 ngày trong một năm không cho ăn, bỏ đói họ, thì họ có nổi giận không? Họ có thù hận con cháu, thân nhân không? Chắc chắn là có. Nếu có, họ để cho người sống được yên thân không? Chúng ta thử hình dung, chúng ta đi làm về đói mệt, khi về nhà mà vợ con không nấu cơm, chúng ta phải chịu cơn đói hành hạ, thì liệu chúng ta có để vợ con yên thân không? Vì vậy, nếu thể theo nguyên tắc sống sao chết vậy hay trần sao âm vậy, thì những người sống chắc chắn không thể yên thân với người chết. Vậy mà tại sao người ta cứ quá chú trọng tới việc sắm sửa đồ cúng tế cho người đã chết một cách hết sức cầu kỳ và lãng phí, thậm chí không đủ là không hài lòng, rồi sinh ra bất đồng, bất mãn, mâu thuẫn, cãi cọ, mất đoàn kết giữa những người còn sống. Càng nực cười hơn nữa là có người còn phải sắm sửa đầy đủ những gì mà người thân của mình lúc sinh thời ưa thích, khoái khẩu, để cúng tế thì mới được, mới cho là không thiếu sót, không thất lễ, mới là chu đáo. Nếu nhìn sang Thiên Chúa giáo hay các tôn giáo khác, thì những con ma của những tôn giáo đó đều là những con ma chết đói hay sao? Vì họ đâu có thờ cúng. Tương tự như vậy, chúng ta hãy quan chiếu cho việc mặc hay những sinh hoạt khác. Tại sao chúng ta lại đốt quần áo hay những vật dụng khác cho người quá cố bằng giấy, gọi chung là vàng mã? Những tôn giáo khác không đốt vàng mã,
thì những tín đồ quá cố của họ sẽ ở trần và không có tiền, không có đồ dùng ở thế giới bên kia sao? Như thế, họ sẽ đi cướp bóc để sống, để dùng. Đói khát sinh đạo tặc mà. Và như vậy, chúng ta có thể hình dung rằng đội quân cướp bóc này đông lắm. Họ gấp trăm ngàn lần những con ma có đầy đủ tiện nghi. Do đó, những con ma có tiền bạc, tiện nghi cũng sẽ chết đói, thậm chí mất mạng vì nạn cướp bóc. Đó, đơn giản là như vậy đó. Một chân lý rõ mồn một mà sao biết bao người không chịu hiểu, không chịu thừa nhận và không chịu cải đổi. Để rồi, ôi thôi, biết bao nhiêu sự vẽ vời rườm rà, ấu trĩ, chìm đắm trong u mê tâm tối, không có ngày giải thoát. Người chết chẳng ăn gì, chẳng mặc gì và chẳng dùng gì cả. Vì thế, người sống đừng nên làm khổ nhau, tự gây mâu thuẫn với nhau vì người đã chết. Đốt vàng mã người chết có nhận được không? Từ lâu với quan niệm trần sao âm vậy, người dân mỗi khi đến các dịp dỗ người mất, lễ rằm là lại hóa vàng, tức đốt vàng mã. Nào là xe hơi, nhà lầu, tiền, điện thoại, các vật dụng gia đình, với niềm tin người thân đã mất của mình ở cõi vô hình có thể nhận được, hoặc chư thánh thần có thể nhận được lễ vật cung tiến mà phù hộ cho các ước nguyện được như ý. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi người sống đốt vàng mã thì người đã mất và thánh thần có nhận được không? Chúng tôi xin nhường cho quý vị nghe đài tự nhận định sau khi nghe những điều sau đây. Mọi quốc gia trên thế giới này đều có đồng tiền riêng cho mình và đồng tiền được luật pháp và chính quyền bảo mật, bảo hộ để phòng người ta in tiền giả làm rối loạn nền kinh tế. Chỉ có chính phủ của quốc gia đó mới được phát hành tiền tệ của nước mình mà thôi. Vì thế, nếu ai in ấn tiền giả để tiêu thụ là phạm luật và bị chính quyền xử lý. Con cháu ở đời muốn cho tiền ông bà cha mẹ thì phải bỏ công sức ra làm việc mới có tiền, chứ cũng không thể làm bậy ăn cướp của người khác được. Cũng càng không thể đi mua tiền giả tiêu thụ được, những việc làm đó trước sau cũng bị chính quyền thế gian xử lý. Lẽ đời là thế thì luật đạo cũng không khác. Các cõi vô hình cũng sẽ có đồng tiền của riêng mình và đồng tiền đó cũng được chính quyền vô hình bảo hộ. Người sống lấy đồng giấy lộn có in hình vẽ rồi gọi nó là vàng mã tiền âm phủ. Loại tiền này ở trên thế gian vốn không có giá trị, làm ra rất dễ. Có thể in ra số lượng lớn, nếu như gửi xuống cõi vô hình thì đó là tiền giả, không có giá trị lưu thông và trao đổi. Nhà lầu, xe hơi cũng như vậy. Do đó, người sống phải vất vả làm việc và tiết kiệm tiền mới có thể mua được, chứ không phải tự nhiên mà có. Đốt vàng mã thì thành tro, về phần vô hình nó không thành cái gì cả, không có giá trị gì hết. Nếu nó như vậy, tại sao có trường hợp vong nhập kêu thiếu thốn về đòi đốt tiền bạc và các vật dụng? Ở các quốc gia Tây Phương, họ không có đốt vàng mã, cũng như làm đám giỗ cho người mất, nhưng người thân của họ có nhập về đòi đốt tiền bạc cho họ hay không? Nếu có thì những hiện tượng này đã phổ biến và được biết đến rộng rãi ở các xứ đó rồi, vì gia đình nào cũng có người đã mất, bao nhiêu đời tổ tiên không được đốt vàng mã. Như vậy, nếu các vong linh đã nhập về tràn lan để đòi đốt rồi, thánh thần tùy theo căn cơ và niềm tin của từng dân tộc mà bày ra các hình thức để cho dân chúng nơi đó có phương tiện để tin vào tâm linh. Lấy cái vật chất hữu hình có thể nhìn cầm, hiểu được để dạy về cái vô hình trừu tượng khó hiểu, cũng như ở lớp học mẫu giáo, các giáo viên thường lấy các hình tượng nhiều màu sắc để trẻ em nó thích mà nó chú ý nghe giảng cũng dễ hiểu bài. Thà tin có cõi vô hình sau khi chết để đốt vàng mã
còn hơn là không tin gì. Các vong linh được về nói chuyện cùng con cháu cũng do chư thánh thần đưa đi, nhưng tiện gửi lời dạy của thánh thần đến con cháu bằng việc đòi đốt tiền vàng, vật dụng. Có thể nói, vàng mã cũng là một hình thức của đạo. Nhờ hình thức này mà thánh thần hướng tâm con người về tâm linh. Nhưng nên nhớ rằng hình thức chỉ là hình thức, chứ không phải cái nội dung chính yếu. Cũng như khi hiểu bài rồi thì không cần đến hình tượng nữa. Vậy người mất và cõi vô hình xài đồng tiền nào? Người và các cõi nước ấy đều xài đồng tiền, phước đức, những việc thiện lành, công đức. Sau khi chết đi, chỉ phước và nghiệp theo chúng ta mà thôi. Do vậy, muốn giúp cho người thân đã mất chỉ có bằng cách làm lành tránh dữ, thực hành bố thí, lập công đức, từ bi, cầu nguyện với trời Phật hồi hướng công đức cho vong linh. Trước giờ tôi đã đốt vàng mã rất nhiều, như vậy có bị tội tiêu thụ tiền giả không? Không, vì lòng từ bi mà thánh thần bày ra phương tiện hình thức để dạy dỗ con người, nó chỉ là mô hình để dạy đạo của thánh thần, không có khác gì. Nếu người nào có giả tâm tham lam cầu xin những điều quá cao nên đốt thật nhiều vàng mã để hối lộ thần thánh, để thần thánh chứng cho, thì sẽ bị thánh thần phạt. Chết đi địa ngục lần thứ nhất. Thời gian 6-7 năm tu cư sĩ tại gia, thường ngày tụng kinh Di Đà, Phổ Môn và niệm Phật. Lần lần tôi tụng đến kinh Địa Tạng Pháp Hoa. Tính ra từ 17 tháng 11 năm Mùi cho đến ngày 23 tháng 4 năm Dần. Khi đó, vào lúc 6 giờ chiều, tôi đang ngồi niệm Phật, bỗng thấy từ đâu chẳng biết, đứng sững trước mặt tôi một vị mặt đen như than, lớn tợ mâm, bụng bự chồm hồm muốn chụp tôi. Sợ quá, tôi la quay quải, náo động cả xóm, rồi té xuống đất bất tỉnh. Bỗng nghe tiếng con kêu khóc. Thấy mình đang đứng trước cửa, có một số người rất đông. Biết đây là người âm chứ không phải người dương. Là ma quỷ gì đây, tôi không rõ. Họ đang sầm xì với nhau. Nhìn trong nhà, thấy con đang ôm đầu tôi khóc thảm và kêu, má, má. Còn lối xóm, người đánh lưng bóp cẳng, thoa tay, cạo gió đủ thứ. Tôi rất đau lòng, biết mình đã chết. Có lẽ vì công tu quá ít mà tội lỗi thì nhiều. Thôi, bây giờ ráng niệm Phật, xin Phật cứu độ cho, chứ không dám nhìn vào xác nữa. Khi nhìn ra ngoài niệm Phật, thì tôi thấy các vị thần đổi sắc mặt, vui vẻ kêu tôi, sư nữ, sư nữ, ngài hãy bắt hơi thở đi. Tôi suy nghĩ, có lẽ là ma hay quỷ gạt mình đang bắt hồn chứ gì. Tôi bèn nói, các ngài làm trước rồi tôi làm sau. Khi ấy tôi thấy các vị thần đều hòa hơi thở như lúc ngồi thiền, tôi liền làm theo. Có một vị cõng tôi lên, các vị khác xách tay tôi bay bổng lên mây, hướng về phía tây nam lướt tới. Có sáu vị đi trước, sáu vị ở giữa với tôi và sáu vị đi sau, trải qua mấy lớp mây. Lúc ấy tôi nghe chư thần nói đã tới ranh giới nước Mã Lai. Tôi nhìn xuống cũng còn thấy nhà cửa, cây cối, ruộng vườn, kẻ qua người lại. Bay một lúc nữa thì thấy biển mênh mông, những cù lao rải rác đó đây, lô nhô dưới biển, tàu bè xuôi ngược, đèn đuốc lập lòe vì trời đã tối. Bay một đổi xa hơn không còn thấy chi nữa, chỉ toàn là biển cả mênh mông, mây nước một màu, bầu trời đen thẳm, thật lạnh lùng khiếp sợ. Bay một lúc lâu, tuyết xuống dày đặc cả mình lạnh buốt, tay chân tê cứng chịu không nổi, nên tôi buông tay nhào xuống biển. Khi đó, chư thần vớt tôi lên đem vào đền vua, được biết đây là điện Long Dương. Tôi nghe Long Dương hỏi, chư thần bắt hồn chúng sanh ở cõi Diêm Phù, sao không bỏ trong hồ lô mà để ở ngoài như vậy, đi qua biển chịu sao cho nổi? Lúc ấy chư thần trả lời sao tôi không nghe rõ. Kế đó Long Dương bảo một vị rồng bề ngang độ 3 thước, bề dài hơn 100 thước, và tôi cùng 18 vị thần lên lưng ngồi. Xong xuôi, rồng bay tới chân núi dừng lại, các thần cõng tôi bay xuống. Ngọn núi to lớn vô cùng,
xa xa là bể cả. Được biết đấy là núi Thiết Di. Khí trời ở đây lạnh lắm, sương sa tuyết đổ, trên chót núi tuyết đóng trắng phao, cảnh trời u ám. Có một điều lạ là khi tôi đến biển thì trời đã tối, mà khi đến ngọn núi này lại thấy cảnh mờ mờ. Chư thần cõng tôi bay vòng quanh núi, đến một cửa đá rất lớn. Thần gõ ba tiếng thì cửa đá mở. Thần hỏi: Sư nữ, có sao không? Tôi đáp: Thưa ngài, tôi lạnh lắm, chịu không nổi. Có một vị thần lấy ra cái y ở trong tay áo đưa cho tôi đắp. Các ngài cùng tôi vào trong núi thì nghe các vị thần nói: Bồ Tát tới rồi. Vào trong núi thấy hào quang sáng rực một vùng đất rộng lớn bao la. Ở đây nghe ấm áp hơn ở bên ngoài. Nhìn vào trong thấy đền đài nguy nga to lớn. Trước đền đài hai cái tháp cao, có hai vị Bồ Tát đang ngồi ngang nhau, hào quang tua tủa đổ hộ. Tưởng mình được về Tây Phương, lòng mừng khắp khởi, định chạy đến chỗ Bồ Tát mà lại. Ngục thứ nhất. Khi đó hai vị quan đi trước dẫn đường, hai quỷ sứ cùng 18 vị thần vào ngục. Trong ngục thứ nhất không có sự hành phạt, chỉ gồm có 4 số người: 1 số công, 2 số quan, 3 số ưng, 4 số phạt. Số công là mãn số rồi chết và cũng không tạo nghiệp sát nhân. Số quan là kiếp trước không giết người nhưng kiếp này bị người giết. Số ưng là vì kiếp trước giết người nên kiếp này bị người giết lại để trả nghiệp. Còn số phạt là khi chết quan mà không chịu theo chư thần xuống địa ngục, cứ mãi lẩn trốn ở cõi Diêm Phù tìm người trả hận, hay phá khuấy người, bận cho chư thần phải quan sát, nay bị bắt xuống đây để chờ xử phạt. Đó là địa ngục thứ nhất. Ngục thứ hai. Trong địa ngục thứ hai cũng có 4 số người như ở ngục thứ nhất, nhưng khi còn ở ngục thứ nhất là đợi xử án, khi xử án rồi qua ngục thứ hai để chờ lãnh án mà đi, hoặc được lên làm người, hoặc vào ngục khác mà chịu tội, hoặc qua cảnh nhân hiền tu thêm. Có một vị quan đi theo nói: Nếu dòng nào có lòng hỷ xả, trước kia mình không giết ai, nay bị người giết, sự chết sống ở cõi đời là giả dối, nay không hận thù, dù dòng ấy có tạo tội cũng được ân xá qua cảnh nhân hiền mà tu thêm, chỉ có tội ngũ nghịch là không trừ được. Còn dông nào cứ xin đi trả thù thì dứt điện Tần Quảng Dương cho quỷ sứ dẫn vào ngục ngay không xét xử. Nếu chúng sanh cứ mãi gây thù kết oán thì cõi ta bà biết ngày nào dứt được chiến tranh. Đáng thương xót chúng sanh bị giam cầm nơi địa ngục là những dông hồn cứ mãi hận thù. Ngục thứ ba. Trong địa ngục thứ ba có một số người rất đông, sau thời gian bị hành phạt ở các địa ngục tùy theo tội ác của họ, nay chờ xét lại rồi lãnh án để sanh làm người hay qua cõi nhân hiền tu thêm. Số người này lo đập gạo nấu cơm. Ghi chú: vì hột gạo ở đây như trái dừa khô ở dương thế. Nấu xong đem phát cho các vong ở các ngục ăn. Mỗi địa ngục rất lớn, ước bằng châu thành Mỹ Tho vậy. Đó là đại địa ngục. Trong một đại địa ngục chia làm 16 tiểu địa ngục. Mỗi địa ngục các vong hồn nhiều thôi vô số, ngồi có hàng có lớp, gục tới gục lui thật là sầu khổ. Qua 3 ngục trên tôi đều khuyên các vong niệm Phật. Tôi nói: tôi coi các vong ở địa ngục này như bà con cô bác của tôi vậy. Cô bác hãy niệm Phật, có niệm Phật tội mới được tiêu trừ. Tôi bèn niệm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ cho tất cả chúng sanh nơi địa ngục này Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhờ lời khuyên của tôi mà các vong đều niệm theo. Hễ vong nào chí tâm niệm Phật thì ra khỏi địa ngục ngay. Còn vong nào cứng cỏi hay vì nghiệp chướng quá nặng nề, mê muội không niệm được thì vẫn còn ở trong địa ngục. Nhờ thế mà trong 3 ngục đầu các vong được ra rất nhiều.
Ngục thứ tư. Trong ngục thứ tư hành phạt những người hủy hoại cơm gạo đồ ăn uống, phải chịu tội khổ ăn dòi. Có người một diệm, kẻ một khạp, một lu lớn, cho đến kẻ nặng nhiều không kể xiết, ước nhiều như chợ Mỹ Tho vậy. Được biết, tội nhân khi ăn hết dòi đó rồi, nếu còn tội khác, phải đến địa ngục khác chịu tội. Như hết thì đi đầu thai, chịu quả báo, xấu xa, bần cùng, khổ sở. Một số đông người vì tội nấu rượu mà bị phạt phải uống không biết bao nhiêu là lu rượu. Người một lu, kẻ hai lu, đến năm sáu bảy lu, để dài dài, ước chừng ba cây số ngàn, hàng ngàn hàng trăm chứ không phải đôi ba. Được biết, khi uống hết rượu trong lu, nếu còn tội khác thì đến ngục khác chịu hành nữa. Còn như hết tội, được đi đầu thai, làm thú hay làm người ngu dốt chẳng hạn, tùy theo nghiệp. Tôi thấy như vậy, lòng chua xót vô cùng, bèn khuyên các vong niệm Phật. Hễ ai nghe lời niệm Phật theo tôi, thì tự nhiên dòi trong khạp tiêu mất, rượu trong lu vơi cạn. Vì thấy sự mầu nhiệm như thế, nên nhóm này niệm Phật truyền đến nhóm khác. Tôi bươn bả đi khắp nơi, vừa đi vừa niệm Phật, và khuyên các vong hồn niệm Phật. Nhờ thế, cửa ngục thứ tư này ra khỏi một số rất đông. Ngục thứ năm. Khi vào ngục thứ năm, ôi, vô số người bị mang gông tra cùm, do vì tội phao phản, thêm bớt, nói gian dối, làm người phải bị tù đài, mang gông đi không nổi. Bị quỷ sứ ở sau đánh tới, cứ một bước bị đánh một cái, đến bước không nổi, té xuống, thì bị đánh liên tu bất tận, đến chết đi sống lại. Cũng có một số bị nhốt vào lòng sắt, vì lúc còn sống bắt thú nhốt vào lòng để chơi cho vui thích. Tôi cũng khuyên bà con niệm Phật, hễ ai niệm Phật theo tôi thì gông cùm tan rã, lòng sắt vỡ ra. Đây tôi chỉ nói sơ lược ở ngục thứ năm. Ngục thứ sáu. Vào ngục thứ sáu, tôi được nghe tội báo ở đây là do sát sanh hại mạng để ăn uống, như trâu bò, heo chó, gà vịt, rắn rùa. Số nào giết trâu bò ngựa chó thì vứt lên núi lửa. Giữa núi lửa có một cột đồng rất lớn, lửa cháy hừng hực. Số nào chỉ ăn mà không giết thì vứt lên cột đồng, lửa cháy xèo xèo, mùi hôi khét xông lên. Ở đây cũng có một số người bất hiếu, chửi cha mắng mẹ, hoặc bỏ cha mẹ bơ vơ khổ sở, cũng bị hình phạt như vậy. Thật khó mà khuyên họ niệm Phật vì nghiệp lực quá nặng. Chỉ có một số ở ngoài còn khuyên niệm Phật được. Hễ số nào niệm Phật thì ngưng hành hình, còn không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hình phạt mãi. Đi một đổi nữa, gặp một số người rất đông, số thì giữ gà vịt, số thì giữ heo bò dê ngựa. Tôi lấy làm lạ mà nói, ủa, ở địa ngục cũng có nuôi heo gà bò dê nữa hay sao? Có vị quan đi theo trả lời, không phải, đây là những chúng sanh khi còn sống nuôi bò, dê, heo, gà, vịt để sanh lợi chứ không sát sanh. Chúng phải ở đây mà giữ số thú này, chừng nào số thú này mãn kiếp mới được đi đầu thai. Đó là chưa kể những tội khác, còn phải đến cửa ngục kia mà chịu tội nữa. Lại có một số người hay đi nghe những trò hát ca tình tứ, khiêu động tình dục, làm cho người say mê điên đảo, bị quỷ sứ bắt hát lại cho các người giữ thú xem. Nếu hát được thì thôi, bằng hát không được thì quỷ sứ đập tơi bời. Có vị quan đi theo nói, những chúng sanh này khi còn sống được giàu sang rồi ăn xài lãng phí, phải chi chúng nó dùng tiền bạc ấy để bố thí cho người nghèo đói, hoặc in kinh, tạc tượng Phật, hoặc cúng chùa, ủng hộ tăng ni tu học thì quý biết bao. Lúc chết được sanh về trời hưởng phước tu thêm, đặng về cảnh niết bàn, chớ có đâu mê muội xài phí đồng tiền vô ích mà nay phải vào địa ngục. Đi một đổi nữa, đến cầu Nại Hà, bắc ngang qua một cái hầm rộng lớn, ước chừng 5 mẫu đất. Cầu thì nhỏ tròn như cây cao, ở dưới đủ các loại thú vật, có từng đoàn,
Đoạn đầu thì bầy trâu, bầy bò, bầy ngựa, bầy voi, bầy cọp, bầy rắn. Kế tiếp là bầy gà, vịt, heo, dê đủ loại. Sau cùng là bầy chó. Nếu ai giết thú nào, khi đi qua cầu, ngang qua bầy thú ấy, do nghiệp lực tạo ác của mình mà phải té nhào xuống hố, mặc tình cho chúng nó giày bừa, đá đạp. Hễ giết voi thì voi dặm, giết chó thì chó xé, giết heo thì heo ủi, giết gà thì gà mổ, giết rắn thì rắn quấn, cho đến thân thể nát nhừ hôi thối, rồi đi thường mạng. Những người nào không sát hại sanh vật thì đi qua cầu được bình an. Tôi qua cầu cũng được bình an, vì nhờ đã cầu siêu cho đám gà vịt rồi. Khi đó có một con chó chạy theo tôi, cái thân thì người ta, mà đầu thì chó. Thấy nó, tôi phát rung lên. Nó kêu: Rêu, rêu. Ủa bà, tôi là chó nô đây, cô quên tôi là sao? Tôi nói: Ủa, chó nô, mày chết lâu rồi mà sao còn ở đây? Nó liền nói: Tôi kiếp trước là đệ tử của thầy Giác Tăng, vì lòng tham lấy của Tam Bảo nên phải làm kiếp chó để giữ chùa. Kiếp tôi chưa mãn mà bị người thuốc chết, tôi quyết chờ nó xuống đây để trả hận. Tôi bèn khuyên: Thôi, mày xin đi đầu thai đi, thù oán làm gì cho khổ, chẳng lẽ mày đợi mãi hay sao? Thôi nha, thôi nha. Miệng nói mà chân tôi đi riết. Ra khỏi ngục, gặp Lục Biện, ngài nói: Người thấy chưa, chúng nó vì tội sát sanh hại mạng mà phải khổ sở như vậy. Khi về cõi Diêm Phù, ráng khuyên người đừng có sát sanh hại vật và đừng đốt giấy tiền. Chỉ có tội chứ không có phước đâu. Đó là sơ lược như vậy. Ngục thứ bảy. Khi đến Thất Điện, tôi nghe vua Thất Điện dạy rằng: Sư nữ của các ngươi, oai thần đã giảm, nếu vào địa ngục có xỉu thì nên đưa ra cấp tốc, kẻo nhiễm khí độc đó. Bước vào ngục, tôi thấy tội nhân bị quỷ sứ móc mắt, bẻ răng, cắt lỗ tai, xẻo lỗ mũi, cắt lưỡi. Số người rất đông, tôi cũng còn vững tinh thần. Đến chừng thấy người cậu, ghi chú, cậu chết tháng 2, tôi chết tháng 4. Chừng thấy người cậu bị bẻ răng, móc ruột, máu ra lai láng, tôi xỉu luôn, chư thần liền đưa tôi ra. Nói chuyện với cậu. Khi tỉnh lại, tôi liền xin với Thất Điện cho tôi tiếp tục đi xem ngục thứ bảy. Thì ngài nói: Không được, vì oai thần của ngươi đã giảm, hãy về tu thêm đi. Tôi nói: Tôi có người cậu chết hôm tháng 2, đang chịu tội trong ngục, xin ngài cho tôi trở vào thăm. Ngài nói: Không được, để tôi cho quỷ sứ dẫn cậu của ngươi ra. Quỷ sứ đưa cậu tôi ra. Tôi liền hỏi: Hồi đó cậu đối với tôi, cậu tụng kinh Pháp Hoa 40 năm, sao nay cậu còn bị đọa vào địa ngục vậy? Cậu trả lời: Con ơi, vì cậu nói láo nên mới bị hình phạt như vậy. Cậu còn có cái tội khi dễ người đời, lại thêm hút thuốc cắt cổ nữa. Vậy con về con nói với thằng Khanh, thằng Trịnh, con của cậu á, phải bán hết gia sản làm chay, bố thí phóng sanh, hoặc ấn tống kinh sách, cúng chùa mà cầu siêu cho cậu. Vì của ấy là của mồ hôi nước mắt của người đời, cậu bóc lột của họ nhiều quá con ơi. Tôi bèn nói: Thôi, cậu hãy ráng niệm Phật, khi trở về dương thế, tôi sẽ tụng kinh mà cầu siêu cho cậu, chứ con cậu dễ gì mà tin theo lời tôi nói. Lúc ấy Thất Điện có phán: Chúng sanh ở cõi Diêm Phù thật quá mê muội, tưởng chết rồi là mất hết, nên thẳng tay tạo điều ác nghiệp, đến khi chết xuống địa ngục ăn năn đã muộn. Khi về cõi Diêm Phù, trẫm có đôi lời nhắn nhủ với chúng sanh: Mỗi ngày phải ráng tu một giờ hay nửa giờ, hoặc niệm Phật tụng kinh trì chú.
ngươi cũng khuyên chúng sanh đừng đốt giấy tiền mà cầu siêu cho ông bà. Nếu như vậy thì Tần Quảng Dương đi ăn hối lộ của người Dương Thế hay sao? Muốn cho ông bà cha mẹ được siêu rỗi thì phải biết bố thí cho kẻ nghèo đói, cúng chùa, ủng hộ tăng ni tu học, in kinh ấn tống, mua vật phóng sanh mà cầu siêu thì cha mẹ ông bà có chết bao nhiêu năm cũng được siêu độ. Đến đây tôi xin kiếu ngài để trở lại Nhất Điện. Trở về Nhất Điện. Khi về Nhất Điện, ngài phán: Người khám phá địa ngục, thấy sự trừng trị có công bằng không? Tôi đáp: Bạch ngài, sự hình phạt rất công bằng, nhưng chúng sanh tạo ác lúc nào không biết, nay thấy chúng bị hình phạt khổ sở, lòng cũng quá thương xót. Ngài nói: Chúng sanh khi còn sống chỉ lo cung phụng cái xác giả tạm mà gây bao tội ác. Nào là sát hại sinh vật, nào là cướp của giết người, lòng tham vô đáy, muốn ngồi không mà hốt của thiên hạ, cho gia đình, thân tộc bè bạn vui sai. Cuối cùng, cái thần thức phải rơi vào địa ngục, thay vì nhà ngươi phải lãnh tội đuôi câm điếc mà trở lại cõi Diêm Phù trong 10 năm. Nhưng nhờ công đức phá 7 cửa ngục mà chúng sanh được siêu độ rất nhiều, nên giảm được tội đuôi, chỉ còn tội câm điếc trong vòng 3 năm rồi xuống đây sẽ định lại. Nếu tinh tấn tu hành, gia đình tu thiện, tránh sát sanh thì còn giảm nữa, bằng không thì mang tật suốt đời. Nhà ngươi biết nhận tội ăn năn cải sửa. Có lắm chúng sanh đến đây mà còn chối tội, trẫm bèn cho xem kiến chiếu tiền ảnh, thấy việc làm của mình trên trần thế, lúc ấy hết phương chối cãi. Cũng có nhiều chúng sanh xin sống lại để đem tiền của bố thí cúng chùa, nhưng xác thân chúng đã bị rã rồi, còn đâu mà trở về nữa. Vì một vong hồn xuất ra, quỷ sứ thu nhỏ lại, bỏ vào hầu lô mang xuống vua Đông Nhạc, kế giải qua Tây Nhạc, đến ngày trẫm phân xử thì gần cả tháng, lúc ấy thay thi đã rã, còn đâu mà trở lại. Nên trẫm cho lên nguyệt cảnh đài, nhìn về quê quán thì chồng đã có vợ khác, hoặc vợ đã có chồng khác, của cải bị đám con phá tán, gia tài hao mất, tình nghĩa như đám mây bay, rồi gục đầu mà khóc. Tôi bèn nói: Bạch ngài, tôi có thể xem các thứ ấy được không? Ngài nói: Đứa ác còn xem được, huống chi ngươi có ác có thiện chứ. Ngài vừa nói dứt, có vị thần đem kiến chiếu tiền ảnh ra cho tôi xem. Thật là hay quá. Lúc nào tôi làm gì, nói chuyện với ai, tính toán điều gì, đều hiện ra đầy đủ như ở cõi Diêm Phù, giống như ta coi hát vậy. Kế, ngài bảo tôi nhắm mắt để lên nguyệt cảnh đài. Vừa mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trên một tấm kiến thật to lớn. Tôi đang nhìn qua ngó lại, không biết phải xem cách nào, thì bỗng có một vị cốt cách như tiên, tóc đỏ râu vàng bước tới. Tôi hỏi: Ngài từ đâu đến đây? Ta chẳng phải ở đây, cũng chẳng phải từ đâu đến, hễ có ngài là có ta. Tôi nghe nói thế thì làm thinh. Ông bèn dẫn tôi xem về ngôi nhà của tôi. Thật là tỏ rõ vô cùng. Thấy xác tôi nằm trên ván đó, chung quanh có bà con cô bác lân cận, cũng có thằng em tôi ở Thủ Thừa vừa qua thăm. Con tôi nó đứng gần bên xác tôi và đang nói năng điều chi đó. Xong rồi, người dẫn tôi xem thủ đô Sài Gòn, cũng thấy nhà cửa lầu đài xe chạy người qua kẻ lại, coi đến những đô thị trên thế giới. Các đô thị này thật lộng lẫy nguy nga, lớn hơn Sài Gòn nhiều lắm. Tôi bèn nói: Hay quá, thật là hay quá. Xem được như vậy, dầu có chết hay sống tôi cũng vui lòng. Ông tiên đáp: Hay mà cũng chưa hay. Ngài ráng tu chừng nào, không cần đứng trên nguyệt cảnh đài này mà thấy được tất cả mọi thứ là mới hay. Đến đây, ngài bảo tôi trở về vì đã hết thời gian ấn định. Ngài vừa nói dứt câu thì thấy thân tôi đã đứng trước Nhất Điện. Nhất Điện bảo tôi đến lễ Bồ Tát đặng trở về cõi Diêm Phù. Trở về Dương Thế. Khi đến lễ Bồ Tát, vừa muốn bạch
thì đã bị câm ngay. Bồ Tát khuyên: Khi về cõi Diêm Phù, ngươi nhớ lời đại nguyện mà tinh tấn tu hành, trong 3 năm xuống đây xét lại. Chư thần đưa tôi trở lại cung Long Dương, được vua Long Dương cho rồng đưa qua bể lạnh. Nhờ hơi rồng, tôi thấy ấm áp hơn bận đi. Gần đến ranh giới loài người, rồng dừng lại. Tôi cùng chư thần tạ ơn, rồi bay thẳng vào nội địa. Đến nhà tôi, chư thần hạ xuống vào nhà. Tôi thấy cái xác của tôi nằm ngay trên gián, không cử động, nước da xanh mét. Tôi bất rùng mình. Trước kia, tuy tôi tu hành, nhưng cũng không chứng kiến được cái hồn của mình như thế nào. Ngày nay mới nhận được rõ ràng. Cái xác này là giả dối, có hồn nhập vào thì nói năng cử động, hồn xuất ra thì cứng đờ xanh mét, rồi theo thời gian mà tan rã, chứ có chắc thật chi đâu. Vừa nghĩ thế thì thấy có một vị thần từ trong xác tôi xuất ra. Ghi chú: đó là thần giữ xác điều hòa hơi thở, bằng không thì xác bị hoại, tôi về sẽ không nhập vô được. Các vị thần ở ngoài xô tôi nhập vào xác. Lúc còn ở ngoài xác, tôi tỉnh táo lắm, có đau nhức chi đâu. Thế mà khi nhập vào xác, tâm hồn tôi mê mẩn như người ngái ngủ, tay chân tê lạnh nặng nề, cả mình đau nhức. Một lúc nghe gân cốt trong mình chuyển, hơi thở nghe điều hòa. Tôi bèn mở mắt ra, thì thấy con tôi đứng kề bên đó. Lòng tôi buồn rười rượi, tự nhiên nước mắt chảy dài, chứ không nói năng gì được. Một lúc lâu, tôi bàng hoàng ngồi dậy, thấy bà con đứng chung quanh. Tôi chỉ biết lắc đầu, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi, mà miệng không nói chi được hết. Trong mình nhức mỏi, các bắp thịt cứng đờ, cổ khô khốc. Chắc con tôi cũng khổ lắm, nhưng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lấy mắt mà nhìn. Lúc ấy đồng hồ chỉ 12 giờ ngày 24 tháng 4 năm Dần. Trọn ngày hôm đó và liên tiếp cho đến 3-4 hôm sau, tôi ăn ngủ không được, lòng như còn hãi hùng khiếp sợ, hễ nhắm mắt lại thì thấy cảnh địa ngục hành hình. Con tôi nó thấy tôi quá khổ sở, nó cầu nguyện ăn chay 1 tháng để tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho tôi. Sau 1 tháng tôi cũng chưa nói được, nó không thối chí, vẫn tiếp tục ăn chay cầu nguyện. Còn tôi hễ nhớ đến chúng sanh nơi địa ngục thì lòng đau nhói. Hằng ngày tôi tụng kinh Pháp Hoa bằng mắt bằng tâm chứ không ra lời. Mỗi ngày tôi tụng 1 cuốn hoặc 2 ngày 1 cuốn. Do đó con tôi và tôi tụng luôn 6 tháng. Xuống địa ngục lần thứ 2. Đến ngày 12 tháng 10 cũng năm Dần, chư thần xuống rước tôi xuống âm phủ. Chư thần cõng tôi qua địa phận loài người thì có rồng chờ sẵn mà đưa ngay vào địa ngục. Hai vị Bồ Tát đã đến lúc nào? Thấy hai vị Bồ Tát, tôi bèn đến đảnh lễ. Bồ Tát Quan Âm phán: Quý thai, nhà ngươi giữ tròn lời đại nguyện, về cõi Diêm Phù thọ trì kinh Pháp Hoa, cầu nguyện cho chúng sanh nơi địa ngục. Ta cho ngươi biết, oai thần kinh Pháp Hoa rất lớn, và cũng nhờ ngươi đem hết thân tâm cầu nguyện, nên mỗi bộ được siêu rỗi, trên 2000 vong linh. Nhà ngươi có đứa con đại hiếu, ăn chay tụng kinh cầu nguyện cho mẹ, tội ngươi được ân xá thêm. Ngài bèn bảo vị thần đưa tôi chung nước uống và rửa mặt. Lạ thay, rửa mặt xong thì tôi nói được. Bồ Tát nói tiếp: Oai thần của ngươi đã đủ sức khám phá địa ngục, hãy đến Nhất Điện Tần Quảng Dương mà lãnh ấn. Tôi bèn đến Nhất Điện làm lễ lãnh ấn, thì ngài hết sức vui mừng, từ trên ngai vàng bước xuống mà phán rằng: Trẫm rất mừng cho hiền tăng, tưởng đâu 3 năm mới trở xuống, nào ngờ chỉ có 6 tháng. Nay mới biết rõ tâm ngài vì thương xót chúng sanh nơi địa ngục, không quản nhọc nhằn, đem hết tâm trí thọ trì kinh Pháp qua để cầu siêu cho chúng. Bao nhiêu công đức thọ trì kinh Pháp của con ngài, ngài cũng nguyện hồi hướng hết cho chúng sanh. Thật quý thai. Một điều nữa là trẫm muốn cho hiền tăng phải lãnh phần in kinh ấn tống để ủng hộ tăng ni tu học, và hàng Phật tử có đủ sách kinh để tu hành.
Vậy ngài nghĩ sao? Tôi nói, bạch ngài, tôi không sợ khó nhọc, nhưng vì tiền tài không có, xin ngài quan hỷ cho. Nói đến đó rồi thôi, ngài bèn đóng ấn đưa cho vị quan đặng khám phá địa ngục tiếp. Phá địa ngục thứ bảy. Chư thần cổng tôi bay thẳng đến địa ngục thứ bảy, vì các ngục kia tôi đã khám phá rồi. Khi vào đến thất điện Thái Sơn Dương cũng đón tiếp niềm nở, rồi đóng ấn giao cho vị quan để vào ngục thứ bảy. Trong ngục thứ bảy có một số người rất đông, vì tội gian dâm. Đàn bà có chồng mà còn đi ngoại tình, đàn ông có vợ mà còn đi phá trinh, hoặc gian dâm với vợ người thì bị cưa cắt, xây giả, bầm quết xong lại bị dứt ra đổ đóng. Những người mưu mô kế hoạch xảo trá, cho vay bạc nợ, mượn bạc nát lời, hoặc làm bạc giả, chứa bài bạc, hối lộ gian tà, cũng bị hành hình như vậy. Chết rồi quần hồn cho sống, sống lại bị hành hình cho chết, khổ không thể tả. Khi muốn cho sống dậy, quỷ sứ cầm một cái bình nước rưới lên đống thịt, thì đống thịt liền hiện hình sống dậy, rồi lại cũng bị chặt bầm nữa. Thấy vậy lòng rất xót thương, nên tôi kêu: hỡi các vong hồn, hãy ráng niệm Phật. Tôi cũng niệm Phật để cầu nguyện cho tất cả được siêu thoát, vậy các người hãy niệm Phật đi. Vong nào nghe lời niệm Phật thì khỏi bị hành hình, còn vong nào không niệm thì quỷ sứ tiếp tục hành hình. Đó chỉ là nói sơ lược. Ngục thứ tám. Vào ngục thứ tám này, không biết bao nhiêu tội nhân bị hành hình khổ sở. Một cục đồng thật lớn, bề tròn chừng 6 thước, lửa đốt cháy rực. Quỷ sứ bắt tội nhân ôm cột đồng, nếu không ôm thì chúng lấy chĩa ba đâm mà dứt vào. Kế là những vạt dầu sôi sắp có hàng rất nhiều, quỷ sứ bắt tội nhân ném vào đấy, hoặc nắm hai chân nhúng đầu vào vạt dầu, chết rồi quần hồn sống lại tiếp tục hành hình. Đây là do tội mưu mô kế hoạch của kẻ loạn dâm để lấy lợi, dụ dỗ gái để đem bán ở lầu xanh, hiếp dâm đàn bà con gái, hoặc thầy thuốc hốt thuốc giết người phá thai để lấy tiền, hoặc ỷ giàu có phao phản hiếp đáp người rồi đem tiền chuộc tội, hoặc xúi người kiện cáo chia rẽ anh em, hoặc chửi trời mắng đất khi dễ thánh thần. Tội nhân này lại bị ó bù cắt chim ưng mổ xé, nó ăn còn xương chất đóng, rồi quần hồn sống dậy để chịu khổ nữa. Tôi cũng có khuyên các vong niệm Phật, nhưng các vong ở đây vì tội chướng quá nặng nề nên số niệm Phật được rất ít. Số nào niệm Phật thì quỷ sứ để cho ngồi nghỉ không hành phạt, còn số kia thì cứ tiếp tục hành. Ngục thứ 9. Tôi cùng chư thần vào đến cửu điện. Cửu điện Độ Thị Vương ân cần tiếp rước, ngài phán: trẫm nghe có người ở cõi Diêm Phù xuống phá địa ngục, từ lâu trẫm cũng có lòng trông, đến nay mới được hội kiến, thật là quý báo. Tôi nói: bạch ngài, trước kia tôi đi khám phá đến địa ngục thứ bảy thì trở về vì quay thần chưa đủ, ngày nay khám phá tiếp, xin ngài quan hỷ chỉ dạy cho. Ngài nói: trẫm cũng đi theo nữa, trước kia ngài ở địa ngục này 28 năm, ngài còn nhớ không? Hãy vào đây xem có ai quen thuộc không. Vừa nói vừa đi vào ngục, thì hỡi ơi, trong ngục thứ 9 này toàn là quý vị tu hành, một số thì quỳ trên bàn trong, vì trước kia mang lớp tu hành, ỷ mình học giỏi khinh khi các vị tăng ni đại đức giới hạnh thanh tịnh. Một số khác quỳ trước cây đèn lưu ly mà tụng kinh, vì lãnh tụng kinh cho người đời mà tụng không đủ. Một số khác bị hành hình đủ cách, như ở các ngục khác, tùy theo tội nặng hay nhẹ. Cửu điện Độ Thị Vương chỉ số bị hành phạt mà nói: số này mượn lớp tu hành mà phá chúng, lạm dụng của thường trụ mà làm việc riêng tư phi pháp, hoặc phá giới phạm trai, ở chùa mà ăn mặn, sát sanh hại vật, hoặc cống cao ngạo mạn khi dễ tăng ni thanh tịnh, hoặc hủy hoại của đàn na thí chủ, rẽ rúng bạch y cư sĩ,
tu mà không kính Phật lại quỷ pháp, vọng ngữ, chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng, tưởng mình là Phật, khi dễ thánh thần, xem thường trời đất, cho nên ngày nay bị hành phạt như vậy. Tôi nghe như thế, bèn khuyên các vong niệm Phật. Tôi nói: Kính thưa quý ngài, tôi xem quý ngài như thầy của tôi vậy. Tôi biết quý ngài học giỏi hơn tôi nhiều lắm, cũng vì một chút lỗi lầm chi đó mà phạm giới. Vậy hôm nay quý ngài cùng tôi niệm Phật, đặng tiêu nghiệp chướng, trở lại cõi Diêm Phù mà tu nữa, cho đến ngài thành chánh đẳng chánh giác. Tôi khuyên như vậy đôi ba lần mà các ngài cứ gục đầu không chịu niệm Phật. Cho nên cửu điện ngài phán tiếp: Chúng mày thật mê muội, có người đến cứu mình mà mình không chịu cứu mình. Nếu gọi đây là tăng ni bị hành phạt thì không đúng, mà phải gọi là nam và nữ mượn lớp đạo để phá đạo, chứ đâu phải là tăng ni. Tăng ni thì giới hạnh thanh tịnh, tăng ni thì giác độ chúng sanh, tăng ni thì yêu thương vạn loại, tăng ni thì quỷ mình vì đạo pháp làm gương cho chúng sanh, tăng ni thì về cảnh niết bàn, chứ tăng ni nào mà ở địa ngục. Thôi ngài cũng đừng khuyên nữa, chúng đã không sám hối tội lỗi thì cứ để cho chúng nó ở đó mà chịu hành phạt. Trẫm có mấy lời, khi về cõi Diêm Phù nhắc lại lời của trẫm, để cho chúng sanh thức tỉnh tu hành. Ngài nói xong, tôi bèn kiếu từ để sang ngục thứ 10. Ngục thứ 10. Vào ngục thứ 10 toàn là ngạ quỷ, cái bụng lớn như trống chầu, cái đầu tợ như cái nôm, cổ lại nhỏ như cổ tay vậy, chịu đói chịu khát, lửa dữ thường phát ra cháy thân. Nhân vì tội keo kiệt, bỏng sẻn tham lam thái quá, một năm chúng chỉ ăn được 3 ngày rằm lớn. Tôi thấy vậy quá khổ sở, bèn niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tầm Thinh cứu khổ cho tất cả chúng sanh nơi địa ngục thứ 10 này, Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôi niệm như vậy không ngừng ngớt, chỉ thấy chúng ngóc cổ lên giòn chứ không niệm được, vì khi chúng mở miệng ra thì lửa từ trong miệng phát ra cháy thân. Một vị quan nói: Thấy chúng khổ thì cũng thương, nhưng khi chúng ở cõi Diêm Phù làm nhiều tội ác, nào cướp của giết người, làm đủ thập ác, lại còn khi dễ Phật Pháp Tăng, không tin nhân quả, thấy người tu hành thì ngạo ố, thấy ai bố thí thì biểu môi cười, lại còn chửi cha mắng mẹ, sát sanh hại vật quá nhiều. Nếu cho chúng trở lại làm người á, thì hại chúng sanh không kể xiết. Để cho chúng làm ngạ quỷ ở đây cả ngàn năm, xong kiếp ngạ quỷ phải đầu thai làm kiếp thú cũng không biết bao nhiêu kiếp, mãn kiếp thú được tiến lên làm kiếp người ngu độn tối tăm. Chúng sanh mê muội một kiếp làm ác mà ngàn kiếp phải đau khổ. Tôi thấy không sao cứu chúng được, nên tôi ra khỏi ngục thứ 10. Vào núi lửa. Vào núi lửa thì thập điện phán: Nay ngài đến ngục thứ 10 mà oai thần của ngài còn đầy đủ, bây giờ phải vào núi lửa mới biết đức của ngài cao thấp. Tôi nói: Bạch ngài, ở cửa ngục thứ 6 cũng có núi lửa mà không ai bảo tôi vào. Sao đến đây tôi đã phá 10 ngục mà ngài còn bắt tôi vào núi lửa? Thập điện nói: Núi lửa ở địa ngục thứ 6 để hành phạt chúng sanh ác quấy, còn núi lửa này để thử sức người tu, ngài vào sẽ biết. Tôi nghĩ thôi thì vì mình ác quá nên đành cam chịu. Tôi bèn quỳ xuống mà nguyện: Nay con xin nguyện cùng 10 phương chư Phật chứng minh cho con, nếu như con có bổn phận về cõi Diêm Phù nói chuyện âm phủ cho người nghe mà tu hành, thì vào núi lửa này vẫn bình an. Còn như con thiếu phước đức, thân này có tiêu hoại, xin núi lửa cũng tắt theo, để sau này không còn chúng sanh nào phải chịu khổ như con nữa. Nhìn vào núi lửa thấy cháy rực, cách xa độ trăm thước mà còn nóng bức vô cùng, huống chi vào làm sao toàn vẹn được. Khi sắp vào núi lửa thì chư thần cũng than thở bảo: Ai,
núi lửa này nhiều người vào đây đã tiêu tan thành tro bụi. Tôi bèn hỏi, quý ngài, dám vào không? Thì thần nói, chỉ có Phật và Bồ Tát vô được mà thôi, chứ như chúng tôi vào cũng tiêu tan hết. Tôi liền nghĩ bụng, thôi dầu sao thì mình cũng phải vào. Tôi bèn chạy bay vô, thế mà lạ thay, không thấy nóng chi hết. Quá mừng, tôi bèn đi qua đi lại coi núi lửa bao lớn. Khi vòng vào phía trong thì gặp ngay Đức Chuẩn Đề. Tôi bèn quỳ xuống làm lễ. Ngài bèn kêu tôi và nói, nhà ngươi vào núi lửa mà thân còn nguyên vẹn là nhờ sáu kiếp tu hành vừa qua, chứ đâu phải công phu tu hành trong một kiếp này mà được. Nhà ngươi có biết tại sao kiếp này nhà ngươi ngu dốt không? Vì kiếp vừa qua ngươi xuất gia từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi, tuổi trong sạch, lại học kinh luật luận rất giỏi, rồi sanh tâm cống cao dấu pháp đại thừa, không chịu truyền ra cho ai hết, chỉ để riêng cho mình biết, để người đời sùng bái. Vì vậy kiếp này ngươi phải chịu dốt nát u mê, đặng đền tội dấu pháp của Phật. Ta hỏi ngươi, tại sao nơi nhất điện ngươi không lãnh sứ mạng in kinh ấn tống? Tôi nói, bạch Bồ Tát, con không phải sợ mệt nhọc, vì không tiền tài làm sao dám lãnh việc lớn được. Bồ Tát nói, ta không cần ngươi có tài sản, nếu như ngươi giữ tròn bổn phận không tham của đời thì ta sẽ cho chư thần ủng hộ, nhà ngươi muốn chi có nấy, miễn gì Phật pháp ngoài ra không đặng. Tôi bèn quỳ bạch, bạch Bồ Tát, nếu được vậy thì có nguyện đời đời kiếp kiếp in kinh ấn tống ủng hộ tăng ni mãi, cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời, con không hề thối chuyển. Bồ Tát nói, lành thai, ngươi sẽ được như nguyện. Tôi vừa ngước lên thì ngài biến mất, nhìn lại núi lửa cũng không còn. Khi đó chư thần hết sức mừng rỡ, bay đến tán thán không cùng. Trở lại ngục thứ 10, vua thập điện nói, ngài công đức lớn, đã khám phá 10 địa ngục, cứu thoát rất nhiều chúng sanh. Nay vì đại nguyện mà tiêu tan núi lửa, vậy còn ngục vô gián ngài khám phá luôn, rồi trở lại đây xem, trẫm cho hồn đi đầu thai làm thú. Ngục vô gián. Đến đây tôi cùng chư thần đi xuống mấy cấp thềm đến ngục vô gián. Ngục này lớn không thể tả, rộng như biển, cao như núi. Trong biển sâu rộng, chúng sanh lặn hụp, máu trào theo nước cuồn cuộn sôi. Vật dưới biển kỳ hình dị tướng, mỏ như sắt, răng như dao, mỏng tựa gươm, rượt bắt tội nhân cào cấu xé thay, chạy lên bị quỷ lùa xuống, kêu gào ơi ơi, thấy mà tán đổm kinh hồn. Tôi ráng niệm Phật, nhưng họ không nghe. Tôi liền kêu lên, các thú dưới biển, hãy lắng tai nghe tôi nói đây. Vì các ngươi bấy lâu nay tạo tội nên mới làm thú ở nơi đây. Các ngươi muốn trả thù cũng chẳng ích gì. Chi bằng các ngươi nên yên lặng cho vong linh bình tĩnh nghe tôi niệm Phật. Các ngươi cũng niệm Phật sẽ đặng tiến hóa làm người. Chứ như vậy tôi thấy khổ sở quá. Kêu đôi ba lần, các con thú nghe lời tôi, nó bỏ lên bờ. Vong hồn nào còn bình tĩnh niệm Phật cũng được lên bờ. Xem hình như họ ngủ gục. Xong rồi tôi liền qua bên này. Có một cái ngục rất lớn, tối đen thăm thẳm. Chúng sanh trong đó đông thật đông, tiếng kêu gào lạc vọng, khào khào ve ve, rần rần vậy, nói chuyện không nghe được. Không biết làm sao, tôi bèn cất tiếng niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa ngục liền sáng ra, họ thấy tôi. Khi họ vừa thấy tôi, họ ngoắc, tôi ngoắc họ lại và kêu, lại đây, lại đây. Khi đó, họ lóng nhóng ló đầu ra, tôi liền bảo họ niệm Phật. Tôi niệm có 4 câu mà địa ngục được sáng như vậy, vậy quý vị hãy ráng niệm Phật đi. Khi họ niệm Phật rần lên, thì cửa ngục mở tung. Tôi lại sang địa ngục phía bên kia, đây cũng là một trong bao nhiêu ngục. Ngục này là núi đá nhiều cục, mỗi cục đá có một người nằm. Đá lớn, người lớn, đá nhỏ, người nhỏ.
Trên thân người có trâu đá, chó đá, ngựa đá cài bừa, cào cấu, thấy thật là ghê tởm. Vì tội lỗi chúng sanh ở đây, không kể hết được nhiều ngục nhiều hình, tôi chỉ kể sơ lược thôi. Ở nơi địa ngục này, tội nhân bị hành hình, muôn lần sống, muôn lần chết, không chút ngừng nghỉ, mới gọi là vô gián. Vì tội ác ngũ nghịch, chịu quả báo như vậy. Hồn đi đầu thai làm thú. Bấy giờ tôi cùng chư thần trở về thập điện để xem vong hồn đi đầu thai làm thú trả nghiệp. Tôi lấy làm đau lòng, một số người đông lắm đều phải sanh làm thú, số giết trâu, giết bò, giết ngựa, giết chó, giết dê, heo, rắn, gà, vịt, mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng. Khi cho đi đầu thai, quỷ sứ dẫn hồn ra sông Ứ Nê nơi dòng nước đỏ. Đến đó, quỷ sứ múc nước đỏ cho vong uống. Đang là người, mà khi uống nước vào, thì liền quá thú. Kẻ quá trâu bò, người quá ngựa heo dê rắn gà vịt. Những vong chưa uống, họ sợ quá, bịt mắt không dám ngó, thật là thảm thiết. Quỷ sứ kéo trì, họ vừa khóc vừa uống, để phải chịu mọc lông mọc sừng. Khi các vong quá thú hết rồi, một số quỷ sứ rất đông, cầm một cây như cây cọ chấm vào lưỡi những con vật, làm cho nó không biết nói. Quỷ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏ vào hồ lô đem đi đầu thai. Khi đó tôi làm liều đến trước thập điện mà xin tha cho họ. Thập điện nói: Vì nghiệp lực của chúng nó quá nặng nề nên phải chịu đầu thai đền mạng, nhiều đời nhiều kiếp sát hại sinh mạng nhiều không thể kể, thậm chí cho đến vật không ăn được chúng nó cũng giết rồi bỏ đi. Tội ác tài trời, chúng nó phải đền mạng không làm sao được. Không ai xin hay thay thế cho chúng nó được đâu. Dù cha hay con đi nữa thì tội ai nấy chịu, đành vậy thôi. Đến đó tôi bèn từ giả thập điện để trở về nhất điện. Nhất điện, nhất điện, nhất điện, nhất điện, nhất điện, nhất điện, nhất điện.